Một sự việc đau lòng vừa mới xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Anh Phương, năm nay 37 tuổi, đang mang trong mình một căn bệnh tâm thần. Nhưng không biết nguyên nhân như thế nào mà anh Phương đã hạ cậu ruột của mình ra đi mãi mãi tại căn nhà giữa ruộng. Và hiện nay mẹ ruột đang rất buồn và rất bức xúc về anh Phương này. Hằng ngày anh Phương nhậu nhẹt tác động mẹ ruột của mình chạy ra ruộng hằng ngày. Và hôm nay câu chuyện đau lòng đã xảy ra. Mời cô chú anh chị cùng xem hết video này để hiểu hơn nhé. Của cậu á, cậu đừng có chọc nó, nó tâm thần đó. Nói chị yên tâm đi, rồi chị đi chị bỏ em sao? Tôi nói tao có bỏ mày, tao đi cái gì à? Rồi nó xách cái cây mà xách đi đó. Tao nói mày con người mày tàn ác thiệt. Tao có thằng em mới điện là nói chung là ông cậu đó là hồi đó giờ là ông không có xuống phải không? Ừ. Rồi sao hơn dự nhiên bữa nay không xuống? Xuống với vợ nó. Vợ nó đau tim biết không? Rồi mới gửi thằng chồng đây. Tôi nói nó nói chị ơi em ở chung voi em đói. Thôi cưng ở đây với chị đi, chị nuôi cưng. Nó nói gì nó nói cậu ở nhà cậu làm tin nha. Rồi mới điện đi qua bên Nam Long. Điện băng áp xuống. Có thiệt không chị hứa tôi nói có thiệt. Nhờ cán bộ á phải bắt cái thằng đó thôi. Tôi về tôi đâu có, cô đâu có biết gì đâu con. Dạ. Rồi cô không thèm ăn cơm luôn, thấy không thèm ăn cơm luôn. Cái mới đi ra xã ký tên đàng hoàng. Rồi có nghĩa là trước đó là cái hai vợ chồng của người cậu đó là xuống nhà cô là muốn ở với nhà cô. Ừ. Để mà trị bệnh đó ha. Ừ. Rồi xong rồi sáng rồi cô mới đi lụm mũ. Ừ. Rồi xong rồi không biết sự gì ở nhà sao là xảy ra sự gì như vậy. Cái cán bộ xuống rồi cái nó làm bộ nó đi mổ ốc. Ừ. Một bầy chó đi theo nó. Tôi nói nó trốn ở trong đó đó. Ừ. Nhờ cán bộ bắt nó giùm tôi. Tôi mẹ ruột nó mà tôi sử dụng nó không được. Ừ. Cho tôi gửi cái thằng này nè, Nguyễn Văn Phương nè, qua trời nó rồi, tôi sợ nó thiệt đó. Cái đem ra mày xả, để cô nói cho cô nghe. Nói Phương à, mày sướng quá hén Phương, ở nhà cha tao cưng mày cỡ nào nữa. Mà mày có một ông cậu mày thương mày mới xuống, mày đành đạn cái. Tờ ơi, vô chổng con vợ, cái ông một giò đó nghe, bên vợ, luôn con ơi. À. Nó tới 4-5 người rồi mới tới đôi vợ này. Ừ. Rồi cái điện mà tư à chồng mới tao nói mày không xuống thì thôi em tao tao thờ tôi là mày ác lắm. Có một ông cậu đó Phương mà mày đạn thiệt. Trời ơi cô xỉu lên xỉu xuống con ơi không thèm ăn cơm. Tôi nói cán bộ tôi đói bụng quá trời rồi mà tôi thấy tôi ăn cơm không ngon. Đi vô chung cán bộ không cho vô. Tôi nói phải cho tôi gặp mặt em tôi mới được. Trời ơi, cô thương thằng đó nhiều đó con. Nói thiệt với con á. Có ba anh em mà thằng thứ tư còn thứ sáu còn thứ năm còn thứ ba thứ sáu bây giờ. Là bây giờ cái người cậu đó giờ là đưa đem đi đâu rồi? Ai biết mấy ổng đưa đem về chở lên cho thiêu chung voi á. À, là chung voi là ở đâu? Tự cái núi voi nữa. À, trên Chi Tôn giống hả? Ừ. Trời ơi. Vợ nó có nghĩa đi. Là bình thường lúc trước tụi con vô quay cô với thằng Phương này là thấy nó vui vẻ bình thường mà có gì đâu ta. Đúng không? Đúng. Con vô thăm cô với nó hoài đó. Ừ, nó giỡn dữ lắm. Ừ, nó giỡn hết vui vui bình thường có gì đâu. Trời có chọc ghẹo gì nó không? Chứ nhiều khi nó bị tâm hận mà đúng không? Cô đi rồi cô phải dặn nó, phải dặn cậu Tư nó. Ừ. Cậu ở nhà cậu đừng có chọc nó giùm tôi cái. Ừ. Để chị đi mần chị nuôi em. Chị à ở nhà với em đi chị. Ừ. Cậu này, ha, cậu ha. Ừ. Dưới này không ai mướn mần hết. Tôi mặn cái gì tôi cũng mặn hết. Ừ. Đi không té lên tới xuống vậy cưng ơi. Hình như cậu có cái bị hư hết giò phải không? Ừ. Ổng bị hư hết giò, ổng gắn giò giả rồi đó. Có. À. Rồi cái cô nói cho con nghe. Cái cây mà nó chống đi đó, sắt ha. Ừ. Ừ. Cô mới đem giấu. Quá trời, cứ giữ. Tôi nói trời. Ra xã ngồi im hết mà mấy ông cậu nó cũng không khóc không gì hết trơn á. Ừ.
hỏi mấy chú đi đâu đi bắt mày chứ đâu cái tội ừ. Mới đi qua bên kinh chính điện mà chú nuôi Nam Long đó chú làm ơn chú điện băng áp tôi ấp có đi nó xách cái thau nó làm bộ nó mò ốc tôi nghe là nó sự việc xảy ra rồi rồi là đi bắt cái thau mò ốc là lúc đó là cô về tới nhà cô thấy là cậu nằm dưới đất không rồi là lúc đó là ổng đi mò ốc đi mò ốc một bầy chó của nó đi theo nó ở ngoài cỏ nghe đây chú đi gần nó không chừng gặp nó là cái lúc cô về là cô thấy cậu em cô là nằm dưới đất rồi rồi cô mới đi trình báo ha mới chạy qua bển á kêu chú luôn chú làm ơn chú điện băng áp tôi giùm tôi tôi lính xuống bắt nó đi quá trời nó làm quá trời nó chữ nó làm thinh à đem ra ngoài á không khóc nha kêu lên xe là kêu lên xe đó là đi luôn trời ơi nằm chứ mà là bây giờ bên gia đình phía bên em cô là đem cái người đó là về phải không về là người quả táng rồi vô chồng là thiêu không chứ đâu có chỗ đâu cho thiêu ha bởi vậy lâu lâu chị em mới gặp nhau trùng phùng chưa gì mà rời xa nữa rồi nó nhớ thằng này nó nhớ cháu ruột nó nghĩa nó nhớ ông cậu của nó để cô nói cho con nghe ông cậu của nó hồi đó đi mò đi bắt cá chạch đó dưới sông á nghe nó nắm cái giò cục nó lâu hoài nó kêu cô nó mét chị coi kìa thằng Phương kìa nó giỡn hoài mà bữa nay sau mà nó nói Phương ơi tao thấy như gì có nghĩa là bình thường là cậu Phương này rồi mới đến đây thăm nó rồi sẵn thăm cô luôn rồi tự nhiên cái sự gì xảy ra vậy ha cái gì mà cô biết, cũng biết trước cháu nó nói cái gì làm tin đi nó nói cậu Tư nó chửi mày á tao chị đó nó chửi nhiêu nó chửi nó nói cậu Tư nó nói xàm xàm mà Tư nó cho Tư nói xàm xàm lắm thằng này không chịu rồi Phương này nó có giấy không có giấy tập hành không cán bộ lấy cho rồi của cô cán bộ cũng lấy nữa ý là nó có giấy không nó có giấy tập hành không có giấy tập hành ha mà nó có giấy căn cước không à vô trọng là mấy ổng bằng giấy tâm thần cho nó trước giờ nó có đi chị bệnh chưa chị bệnh tâm thần chưa vô chổng chị bệnh luôn giờ là vô chổng chị bệnh luôn không mà trước đó có chưa là đó giờ là chưa đi ha nó sợ nó thử coi nó sợ không trời ơi tao bây giờ tao mẹ mày Phương tao sử dụng mày không được tao gửi cho cán bộ mấy ông cán bộ nói trời cái cô này nói chuyện thấy tội nghiệp quá đó mẹ làm con ra con chịu đó ý là con làm mẹ chịu con làm mẹ chịu nói ngược thôi thông cảm trời ơi thôi bây giờ nó được bên kia ta giáo dưỡng rồi mình ở nhà mình cũng an tâm rồi chứ nhiều khi ở nhà nó lên cơn là kia mình không biết tôi nói cán bộ đừng có thả nó ra cậu nó còn tôi nhầm con mẹ gì tao gom một bầy chó đi theo nó luôn nằm ở sau hè tôi nói thằng Phương nó trốn chỗ đó này trước mắt là phải đưa nó vô chạy tâm thần để mà trị bệnh cái đầu của nó mới được buồn quá con ơi, cũng gắng chịu chứ sao giờ là bây giờ cô có bao nhiêu người con có mình đơn nó cùng có mình đơn nó ha hai đứa mà một đứa con gái cháy nhà rồi một đứa con riêng chị á có cô ấy ở kinh 8 kinh 7 là không thèm đi xuống thăm cô gì hết nó sợ ông chồng nó chồng sau này nè trời ơi cái số cô sao khổ quá ha khổ gắng chịu chứ sao giờ mình hồi đó mình thiếu nợ bây giờ xong rồi đó như là hết mắc nợ rồi đó hết mắc nợ rồi hết nhớ rồi tao già tới á mày đừng có kêu tao bằng mẹ nữa tao với mày hết mẹ con rồi chia tay rồi con không nói tiếng nào cô nói gì nói nó ở nó làm thinh nó làm thinh bỏ luôn rồi bỏ ở đây luôn cho mày đi một phá này cho mày
để cán bộ mà giáo dục cho con tôi rồi tôi cũng mang ơn cán bộ. Dạ này sao tự nhiên nó khoái ba nó rồi ba tôi. Hy vọng đi đợt này rồi trị cái bệnh đó cho hết bệnh. Nó bệnh đi rồi nó uống rượu lại. Tao bây giờ tao hết sinh mệnh rồi. Mày làm mày chịu, tao làm tao chịu. Lúc trước mấy anh em vô chia sẻ đó thấy nó cũng hơi khô à. Nó không nói gì ha. Cái gì ít nói ha. Tự nhiên bây giờ như vậy đó trời. Bởi vậy cô là mẹ cô khổ. Khổ quá trời. Khổ vì nó hay khổ vì con cái ha. Thì chiếc xe lăn của cậu Tư nó gửi đó kìa. Làm rồi cô đó cô kêu lấy đi tôi nói để em dâu tôi mới có cho lấy. Bởi vậy khổ lắm con ơi. Rồi bây giờ là cô sự việc xảy ra vậy rồi cô cũng đâu có ăn uống gì được hả hôm qua nay? Ăn có miếng cơm mà vô tôi thấy ăn có miếng cơm mà. Cán bộ nói cô cứ việc ăn đi, tôi nói ăn không có được sao mà ăn được. Chỉ là thương mình ơn thằng đó thôi, còn thằng em thứ sáu thứ năm không thương luôn. Thằng đó nó hiền bị vợ con ơi. Bây giờ chắc ổng cũng như cậu của cô cũng như bây giờ cũng yên tâm rồi đó, không còn phải đau khổ nữa đó. Hết mắc nợ. Hết mắc nợ rồi đó. Rồi cô cũng hết mắc nợ rồi, Phương nữa rồi đó. Bây giờ thấy khổ rồi. Cô về cô khóc. Trời ơi. Hết gặp em rồi. Bây giờ là em thì cũng mất rồi, giờ con thì cũng không còn nữa, giờ cơ quan giữ gì biết chừng nào thì ra. Kệ chừng nào nó ra nó ra. Bà nội nó khóc cũng được nó. Cô ba bữa. Cô bây giờ cô không nhìn nhận nó là con nữa. Nó là bình thường ở nhà là ổng nhậu là mỗi lần nhậu vô là tác động cô dữ lắm phải không? Là cô chạy ra ruộng không đúng không? Rồi rồi. Có đó. Không có nó dốc đâu con. Bởi vậy. Quá trời luôn. Tao sử dụng mày không được thôi. Tao gửi cho cán bộ. Mày con tao mà mày không giống tao, mày thấy không? Tao đi đâu ai cũng thương hết. Cán bộ cho được 300 ngàn. Ăn ngủi. Đâu, phái cự. Em ơi, nó phải chậm. Trời ơi, tao. Thôi. Thôi cũng cô cũng cố gắng mình bớt đau lòng ha. Mình niệm Phật đi để cho em mình nó được cậu đó được giảng sanh được lạc ha. Nhà con cũng gửi cho con 200 ha để cô mua đồ ăn ha. Dạ, ăn tương không ạ? À? Dạ. Vậy cảm ơn nha con. Dạ. Rồi chúc cô được nhiều sức khỏe nha. Dạ.